Vâng, xin chào các nhà đầu tư, xin chào những người bạn của tôi. Và bài học này tôi sẽ nói về một cái thuật ngữ mới, cũng hơi gọi là tạm gọi là cao cấp một tí. Nó vẫn thuộc về kỹ thuật nha, nhưng nó không phải là phân tích kỹ thuật nữa mà nó thuộc về kỹ thuật luôn. Hôm nay thì chúng ta sẽ học một cái video nói về lệnh stop limit hoặc là stop loss, đúng không ạ? Vâng, cái gọi nào cũng sẽ gần giống nhau và nó đều đi đến một cái bản chất, đúng không ạ? Ví dụ như là limit ở đây là giới hạn, đúng không ạ? Loss ở đây là gọi là cắt lỗ, đúng không ạ? Vâng. Thế thì ở thị trường chứng khoán nước ngoài ấy, cái thị trường gốc của nó ấy, thì để giảm thiểu lỗ, đúng không ạ? Để giảm thiểu lỗ thì các nhà đầu tư có thể đặt một cái lệnh, người ta đặt là stop loss, stop là dừng, loss là lỗ. Cái đây gọi là lệnh cắt lỗ nhá. Thế thì ở đây là stop loss order, gọi là mình dịch là lệnh cắt lỗ hoặc là lệnh bán tự động để bảo vệ cái khoản tiền, khoản đầu tư của nhà đầu tư, đúng không ạ? Khi mà một cái đồng cổ phiếu hoặc là một cái cặp tiền tệ Forex hoặc là một cái đồng coin hoặc là rất nhiều các đồng coin mà nhà đầu tư trader đang nắm giữ, đúng không ạ? Mục đích của lệnh này rất là rõ ràng, đấy là nhà đầu tư muốn thoát khỏi một cái đồng coin nào đó trước khi nó bị rớt giá hơn nữa, đúng không ạ? Tức là mình cắt lỗ. Ví dụ bây giờ mình mục tiêu target của mình là nó lên thì mình bán, nhưng không may nó đi xuống, đúng không ạ? Thì ví dụ như là bây giờ giá Bitcoin là 9.500 thì mình sẽ cắt lỗ ở mức 8.500, bởi vì lúc mình mua là mình mua độ 8.700, thì cứ 8.500 thì là mình đã bị lỗ rồi, đúng không ạ? Là mình đã bị lỗ khoảng độ 5% rồi, thì mình sẽ đặt cái lệnh stop loss ở cái giá là 8.500, thì như vậy người ta gọi là stop loss, đúng không ạ? Là tức là mình cắt lỗ đấy. Thế thì cái cách thức đặt lệnh cái này nó cũng khá là đơn giản nhá. Tất nhiên nó tùy vào từng sàn và tùy vào từng thị trường là nó cho phép hay không cho phép. Có những sàn nó cho phép và có những sàn nó không cho phép nhá. Có những thị trường nó cho phép và thị trường nó không cho phép, được chưa? Thì nhà đầu tư nói với người môi giới chứng khoán rằng là gì ạ? Họ muốn có một cái lệnh stop loss đấy, hoặc là một cái sàn giao dịch về coins, đúng không ạ? Với một mức giá nhất định, đúng không ạ? Đối với một cái loại đồng coin mà họ giữ, đúng không ạ? Đấy, thế thì khi mà cái mức giá của đồng coin hoặc là cổ phiếu nó xuống đến cái mức mà người ta kỳ vọng hoặc là người ta lo sợ, đúng không ạ? Thì lệnh stop loss này nó sẽ bắt đầu là có hiệu lực, đúng không ạ? Là nó có hiệu lực ngay lập tức, tức là nó sẽ được khớp lệnh và người ta sẽ bán ra, để là cái mức giá như vậy, đúng không ạ? Và người ta sẽ bán tháo cái đồng của mình để bảo toàn cái doanh thu cũng như cái lợi nhuận của người ta. Đấy. Vâng, thế thì tôi sẽ lấy các bạn cái ví dụ ở trường hợp thứ nhất là áp dụng cho lệnh bán, lệnh sell, đúng không ạ? Bây giờ tôi giả sử cái giá các bạn mua một đồng coin là $1 và giá hiện tại là $1.5, được chưa ạ? Vâng, và chúng ta đang kỳ vọng nó lên $2, $3 nó bán, đúng không ạ? Chúng ta kỳ vọng nó tăng lên nữa thì chúng ta sẽ mới bán. Thế thì lúc này chúng ta có thể bận, chúng ta có thể không theo dõi được, hoặc là chúng ta cũng phải đi làm nhà nước, chúng ta phải có việc vân vân vân, đi công tác, hoặc thậm chí là các cái tin xấu nó làm cho thị trường đi xuống mà chúng ta không ngờ được, được chưa ạ? Chúng ta không ngờ được thì chúng ta sợ rằng là chúng ta không can thiệp kịp thời thì chúng ta sẽ đặt lệnh mua và lệnh bán tự động. Và trong trường hợp này tôi đang nói về lệnh bán tự động thì chúng ta sẽ đặt là stop, là cái khi chạm cái mức giá đấy nó sẽ bán. Thì stop chẳng hạn là 1.5. Nếu giá của đồng coin đấy nó xuống 1.5 nha, mình mua 1 và giá bây giờ đang là 2. Nếu giá xuống 1.5 thì mình sẽ limit là 1.4. Tức là nếu như giá chạm đến 1.5 thì mình sẽ tự động khớp lệnh với giá 1.4. Tại sao mình để limit thấp hơn stop? Limit thường phải thấp hơn stop bởi vì mình ăn non để mình khớp lệnh cho nhanh. Chứ nếu mà mình để limit với stop bằng nhau cũng được, nhưng mà như thế rất có thể là đáy nó bị vượt qua ngay. Đấy, mình mà muốn dễ bán hơn nữa thì mình để stop là 1.6 và mình để limit là 1.3, thì cái khoảng cách đến nó xa thì mình sẽ càng dễ bán, đúng không ạ? Ý tôi là như vậy. Và như vậy là sau khi mà thị trường nó đi xuống một cách đột ngột thì mình bán ra, mình vẫn sinh lời trong trường hợp này là mình mua giá 1 và mình đang bán giá 1.4 hoặc 1.3 tùy vào việc các bạn đặt lệnh, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ tìm kèo tiếp theo, chúng ta mua bán. Trường hợp thứ hai là áp dụng cho lệnh
mua hay còn gọi là lệnh buy, đúng không ạ? Thì bây giờ lại tương tự như thế nhá, tương tự như thế, tức là mình đang bán ra rồi, đúng không ạ? Vâng, và thị trường lại đang đi xuống, đúng không ạ? Thị trường đang đi xuống và chúng ta không biết khi nào nó sẽ xuống để chúng ta quyết định mua vào, để chúng ta quyết định mua vào, được chưa ạ? Vâng, và chúng ta cũng lại tiếp tục là bận rộn này, lo lắng này, rồi thì công việc riêng, đi công tác này, họp hành vân vân, bởi vì cái khoản đầu tư này là một cái khoản làm tay trái nhưng mà thu nhập thì tay phải, đúng không? Thì sợ rằng là giá nó sẽ tăng đột ngột mà mình sẽ không mua kịp thì mình sẽ rất là tiếc. Đấy, tôi cũng rất là hay tiếc là ôi rồi biết thế mua, đúng không? Xuống đến 8.000 rồi mà không mua, nó tăng vù lên một cái. Thì các bạn nhớ là khi thị trường mà Bitcoin xuống 6.000 đô thì bạn sợ là nó xuống nữa, thì bạn sẽ làm gì ạ? Đặt một cái lệnh mà khi bạn sợ nó lên, bạn đặt một cái lệnh thì lúc nào nó cũng sẽ thắng theo ý bạn, đúng không ạ? Đấy, thì bạn sợ nó lên thì lúc này bạn sẽ đặt là, ví dụ tôi sẽ đặt đồng Bitcoin đi là khoảng độ 6.000 đô là hiện nay đang giá hiện thời. Thì chúng ta sẽ chọn stop, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn stop là chẳng hạn 6.100. Và limit lúc này là chúng ta sẽ làm gì ạ? Chọn là 6.003 hoặc là 6.500, tùy chúng ta. Tức là nó sợ là tốc độ nó tăng nhanh quá. Nếu mà giá mà nó đạt khoảng độ 6.001 hoặc 6.002 thì lệnh sẽ tự động khớp cho bạn với cái mức giá là 6.003 và 6.004. Tất nhiên bạn cũng để khoảng stop với limit nó càng cao thì bạn sẽ càng thiệt. Nhưng mà nếu như mà như thế thì bạn sẽ dễ mua và dễ bán. Vấn đề là bạn ưu tiên cái gì. Nếu bạn ưu tiên quyền mua và bạn ưu tiên quyền bán thì bạn có thể để khoảng cách rộng. Còn nếu bạn quan tâm đến lợi nhuận thì hoặc là chi phí thì bạn hãy để khoảng cách hẹp. Được chưa ạ? Stop tức là cái mức đấy thì sẽ được mua hoặc mức đấy sẽ được bán. Được chưa ạ? Còn cái limit là cái mức giá mà mình sẽ mua và cái mức giá mình sẽ bán. Thì stop limit hay là stop loss thì gì đó, đúng không ạ? Thì nó sẽ giống nhau về mặt ý nghĩa, đúng không ạ? Stop loss là lệnh cắt lỗ. Đấy, thì nó chính là tương ứng với cái lệnh sell, đúng không ạ? Thế còn mà đối với cái lệnh buy là lệnh mua thì sợ là chúng ta sẽ bị mua hớ hoặc là chúng ta không kịp mua, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể đặt. Và trong cái sàn nó cũng cho phép chúng ta đặt nhiều lệnh, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta đặt là 63 không được thì chúng ta lại đặt 64, chúng ta đặt các lệnh khác nhau, chúng ta giải lệnh ra. Bởi vì sau này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái nguyên tắc phân bổ vốn và nguyên tắc giải lệnh khi mua. Giải lệnh khi mua, giải lệnh khi bán, tức là nếu bạn muốn mua một bit thì bạn sẽ phải chia, ví dụ như bạn chia làm 3 lần thì, hoặc là 5 lần mua. Đấy, mua làm 3 lần thì làm sao? Thì mỗi lần bạn mua 0.3, mà mua làm 5 lần thì mỗi lần bạn mua 0.2. Bạn đừng vào mua tấp, đúng không ạ? Vâng, kể cả giá 6.000 bạn nghĩ rằng là giá hời rồi thì bạn sẽ chia ra là 6.000 bạn mua, 6.002 bạn mua, 6.004 bạn mua, 6.005 bạn mua. Còn giá xuống cũng như vậy. Thì nó có một cái nguyên tắc là khi giá xuống thì đừng mua bình quân giá xuống. Bởi vì chỉ khi nào mua thì khi nào mình cảm thấy là bắt đầu có nến xanh thì mình mới mua. Nhưng mà không mua bình quân giá xuống thì cũng sẽ là rất là nguy hiểm, bởi vì giá tăng nó có thể tăng rất nhanh và mình không kịp khớp lệnh. Đó, thì mình cũng nên cân nhắc về như vậy. Thì đấy là tôi giới thiệu với các bạn về cái gọi là lệnh stop loss hay là lệnh stop limit. Hôm tới tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm về margin và lending trong sàn nữa, được chưa ạ? Vâng. Hy vọng với những cái thông tin như vậy để giúp các bạn hiểu thế nào là lệnh giao dịch cắt lỗ và lệnh chốt lời tự động. Một số sàn hiện nay đang hỗ trợ như là sàn Bittrex hay là sàn Polo đều có, được chưa ạ? Vâng. Xin chúc các bạn là thành công và cắt lỗ kịp thời và chốt lời rất là thích đáng, đúng không ạ? Và sẽ tích lũy được nhiều Bitcoin, các cái đồng ETH, đồng Nailcoin, vân vân. Và nếu như các bạn thành công thì hãy chia sẻ niềm vui đó với tôi, tặng tôi một chút không chấm mấy bit hay là một chút không chấm mấy e cũng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và tôi chỉ gợi ý vui như vậy thôi, nếu các bạn tặng thì tôi rất là vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.